phút trong năm của hai em trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, quý toàn thể thành lời chào, lời kính chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Thưa quý vị, tình yêu luôn là những phép màu chứa đựng được những quả đấm ẩn chủ đề của tình yêu, để viết nên một cung bậc xúc cảm của tình yêu, đã đem lại cho đôi bạn trẻ của chúng ta một tình nơi chân trọng. Kính mời quý vị sẽ cùng tôi tái hiện lại câu chuyện tình thật đẹp của đôi uyên ương hôm nay. Thưa quý vị, Nguyệt sẽ giữ chiến thắng cho hai em, đặc biệt hơn nữa là được sự chung tay no liệu của tuyên viên gia đình ngày hôm nay đã chính thức cho đôi bạn trẻ của chúng ta được thực hiện mơ ước chầu cầu. Và thưa quý vị điều Tân Lan và Tân Gia Nhân, hai bạn sẽ cùng khởi chân đứng dậy để ra mắt toàn thể quý vị. Vâng, xin mời hai bạn cùng dậy ạ. Đứng dậy tại chỗ đi ạ. Vâng ạ. Kính thưa quý vị biểu, thưa toàn thể các vị quý, và trong thời khắc này cho phép ban tổ chức tôi xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ đại hôn của chú rể Thành Ngợ Sánh Hiên cùng Minh Hải. Xin phép quý vị được chính thức bắt đầu. Chúng tôi chỉ mong rằng
cuộc sống phía trước của các cháu hôm nay là hạnh phúc, nhưng phía trước còn rất nhiều, vâng, còn rất nhiều sự phấn đấu và vượt qua. Gia đình các chúng tôi chỉ mong rằng là ra hai bên gia đình chúng ta sẽ cố gắng tạo dựng cho hai con có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc và tiến lên phía trước. Một lần nữa thay mặt gia đình các chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp của các cụ, các ông, các bà phía nhà trai rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Quý vị đại biểu, thưa toàn thể các vị khách quý, và vừa rồi quý vị chúng ta cùng đón nghe lời phát biểu ngắn gọn đầy đủ xúc tích của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên họ Đàng gái. Thưa quý vị, lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện quan viên họ Đàng gái vừa rồi có căn dặn rằng phần là con phải giữ vẻ chữ hiếu, gái trung thủy phải giữ trọn tình chồng, chữ trung quân để phần cha, chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình. Hôm nay tổ chức linh đình công ơn thầy mẹ, phần mình phần ta. Đó là lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên họ Đàng gái. Và sau đây trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với lời phát biểu, lời cảm ơn chân thành đến từ tư gia họ Đàng trai. Trân trọng giới thiệu. Kính thưa các cụ, ông, các bà, hai bên bốn họ, trên một chặng đường dài hơn 100 cây số, phái đoàn nhà trai và nhà gái đã về đến nơi để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Nói chung là như vậy là cuộc đón tiếp của nhà gái đến nhà trai nói chung là cũng rất nhiệt tình, và nhà trai đến với nhà gái cũng đến rất nhiệt tình. Thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn chân thành tới các cụ, các ông, các bà họ nhà gái đã đưa cháu về đến nơi tổ chức để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Trong giờ phút này không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả mọi quý khách đại biểu đã đến đây để dự lễ thành hôn cho cháu. Không biết nói gì hơn thì chúc hội nghị được mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc, đón một năm mới đầy hạnh phúc. Xin cảm ơn. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể các vị khách quý, và vừa rồi quý vị chúng ta cùng trở về với hai lời phát biểu ý nghĩa của hai bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho hai quan viên, và đặc biệt hơn nữa là lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại biểu đại diện cho quan viên họ Đàng trai. Vừa rồi có căn dặn cô dâu Đức Hải và tôi như thế này: Hải ơi, đừng nghe con về làm dâu, đừng về lo. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Tuy có không xa đường về trong tiếng hoa ca, chúc nàng nương luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có tiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy có không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng nương luôn hạnh phúc bên người chồng yêu mặn mà. Chúc chàng tình xuân đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã...